Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì rất là vui luôn khi được Quỳnh đến thăm ba chị em tại nhà của ba chị em luôn. Thì cũng tới là mỗi tháng của chú Quỳnh rồi gửi về chi phí ăn học cho em Quỳnh. Thì sẵn dịp ngày hôm nay thì Quỳnh ghé thăm gia đình và cùng chung vui với gia đình nữa thì con gửi cái phần chi phí này lại cho em Quỳnh nghe chú Quỳnh. Dạ. Trước khi gửi thì hỏi Quỳnh một chút xíu nha. Dạ. Hôm nay thì việc học tập của em như thế nào rồi? Dạ, việc học tập của em cũng ổn chị. Dạ, tại dòng này kiểm tra nhiều quá nên em hơi bận xíu rồi. Hẹn mấy lần rồi thì sẵn dịp này Quỳnh mới ghé nhà chị được. Dạ. Chị sợ trễ á, trễ rồi cái không có tiền để cho em chi phí ăn học mỗi tháng. Còn có đi làm thêm nữa không? Dạ em vẫn có đi làm thêm mà, nhưng mà một tuần em xin nghỉ 2 ngày để dành thời gian để cho việc học ạ. Rồi học ngày xe cộ này kia là chạy tốt ha. Dạ chạy tốt, rất là thuận tiện trong việc cho em học tập luôn đó chị. Cái nào cũng thuận tiện. Còn cái laptop thì sao? Dạ laptop em cũng bắt đầu học xài chị. Dạ bắt đầu trình chiếu những cái bài học trong lớp. Em tự làm những cái bài PowerPoint với Word. Dạ. Vậy là quen dần rồi ha. Dạ. Nói chung là các cô chú cũng tạo điều kiện thuận lợi để cho em học tốt, học thật là giỏi. Chỉ có việc là em cần cù và siêng năng thôi. Thì mong rằng thì trong năm học này thì Quỳnh sẽ học thật là giỏi ha. Chị cảm thấy chị Ngân có gửi lời gì không? Dạ thì cũng chúc cho Quỳnh học thật là giỏi luôn, thật là thành công để mà sau này có tiền để mà lo cho mẹ với lại lo cho em nha. Cảm ơn hai bạn nhiều. Đây, thì phần chi phí ngày hôm nay thì chị xin thay mặt chú Quỳnh trao lại cho em Quỳnh nha. Yeah. Em Quỳnh mở ra đi. Dạ con hôm nay nàng nhận được món quà này con cảm ơn chú rất nhiều ạ. Dạ con chúc chú sẽ có thật nhiều sức khỏe và thành công hơn trong công việc của mình ạ. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của chú ạ. Và các mạnh thường quân. Dạ. Này con cũng xin đại diện cho gia đình em Quỳnh xin chúc cho gia đình của chú Quỳnh luôn luôn có nhiều sức khỏe và luôn luôn mạnh khỏe chú nha. Lúc nào chú cũng có nhiều niềm hạnh phúc. Con cũng xin chào chú, xin chào các cô chú anh chị và các bạn nha. Dạ, xin chào mọi người. Xin chào mọi người.